tình chấp, uyên ương. Tôi là một người vô thần, không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Nhưng 7 năm trước đã xảy ra một việc lạ lùng, làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi mới kết hôn được 6 tháng. Khuya hôm đó tôi thức dậy đi tiểu, đầu óc vẫn còn mơ màng ngái ngủ, thì bỗng thấy có một bóng trắng lướt qua trước mặt mình. Thế là tôi vội mở mắt ra, nhìn thấy rõ ràng đó là một nữ quỷ mặc y phục trắng, mặt dính đầy máu nhem vuốt. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình lại có đủ dũng khí để mà vung tay tát mạnh vào mặt nữ quỷ. Tôi đánh đến nỗi nó phải biến mất tiêu. Kể từ sau đêm đó, mặc dù tôi không còn thấy nữ quỷ nữa, nhưng cảm giác xui xẻo mỗi lúc một hiện rõ. Trước tiên là chồng tôi bị bệnh, phải đi bác sĩ liên tục suốt mấy ngày. Sau đó thì đến phiên tôi, nửa đêm tự dưng bụng phát đau kịch liệt, phải tới bệnh viện chữa trị mới lành. Vì vậy tôi cảm nhận rõ ràng là vợ chồng tôi đồng bị trúng tà. Để giải tà khí, chúng tôi phải đi khắp nơi tìm thầy làm phép trục quỷ. Nhưng chẳng ăn nhầm gì, hoạn nạn chẳng chút thuyên giảm, vẫn hoành hành y như trước. Khi đó chúng tôi vô cùng khổ não, nhưng chẳng tìm ra cách giải quyết. Tình cờ tôi gặp một người bạn là đệ tử Phật, khuyên tôi nên học Phật, hãy dùng Phật pháp để giải quyết vấn đề hóc búa này. Chúng tôi lâm vào cảnh bệnh nặng, cần lưu y, chẳng còn cách nào khác, đành phải nhào tới ôm chân Phật thôi. Thế là chúng tôi đến với Phật giáo. Sau khi học Phật, chúng tôi bắt đầu ăn chay, phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng. Chúng tôi tụng được mấy mươi bộ Địa Tạng rồi, thì một đêm nọ tôi nằm mơ, thấy nữ quỷ hiện ra, khóc lóc kể lể về thân thế của cô cho tôi nghe. Té ra mấy trăm năm trước, cô ta từng là vợ của chồng tôi. Do kiếp đó cô đã treo cổ tự vẫn chết, nên bị đọa vào cõi quỷ. Cô đã đi tìm chồng ngót mấy trăm năm, cho đến kiếp này mới phát hiện ra chồng mình ở đây. Sau khi tỏ tường sự thật, tôi tuy có cảm thông nhưng lòng rất uất phiền, bởi tôi đã hiểu vì sao chồng mình hay bị mộng tinh, di tinh. Té ra là tại con quỷ cái này, đêm nào nó cũng mò tới ngủ với chồng tôi. Tôi nhất quyết không nhượng bộ, biết con quỷ nửa đêm mới có thể đến mê hoặc chồng mình, nên tôi canh chừng. Hễ gần đến giờ đó là bắt đầu gõ chuông niệm Phật sùm lên. Do thường kỳ lo lắng và ngày nào cũng phải thức dậy vào nửa đêm để niệm Phật hộ vệ chồng, sức khỏe tôi ngày càng suy sụp vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn gan lì, ráng cầm cự chiến đấu như vậy ngót 2 năm. Cuối cùng tôi thu được kết quả là bị bệnh tim và ngã lăn ra xỉu. Không phải tôi bị nữ quỷ dọa cho xỉu, mà là do kiệt sức quá nên ngất đi. Cứ kiểu này mãi thì xem ra tôi chịu hết thấu rồi. Do bị khổ não hành hạ cả thân lẫn tâm, nên bệnh tim của tôi càng kéo dài, khó có thể sống an. Thế là đầu xuân, hai vợ chồng tôi đồng quyết định vào tháng 4 này sẽ cùng lên chùa xin xuất gia để chấm dứt cái trận chiến oan nghiệt kỳ khôi giữa người và quỷ. Nhưng chúng tôi chưa kịp thực hiện dự tính thì con quỷ cái đã nhanh nhẩu ra tay trước. Lần này ả đã nhập thẳng vào chồng tôi, hung dữ muốn giết tôi. Thú thực là mấy năm nay cùng với ả chiến đấu ròng rã, tôi đã quá đuối mệt lẫn thương tâm, nên ngay giây phút cận kề cửa tử, tôi cũng có ý chán nản, muốn buông xuôi hết. Tôi nghĩ thôi thì cam nhận một đau của ả để kết thúc hết mọi ân oán, chỉ mong ngay đây được vãng sinh cực lạc, rũ bỏ hết mọi nỗi sầu đau. Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ, con quỷ cái đâm cho một dao để kết liễu đời mình qua đôi tay của chồng tôi, thì bỗng nghe keng một tiếng. Hóa ra nữ quỷ đã ném đao xuống đất và rầu rĩ nói: "Giết mi rồi thì ta cũng phải xuống địa ngục. Thiệt là khổ phiền quá đi." Bây giờ đến lượt tôi phát khùng. Tôi túm lấy xác thân của chồng tôi đang còn hồn nữ quỷ gá vào bên trong, đập cho một trận tơi bời. Lúc này tôi mới hiểu thế nào là cầu sống không được, cầu chết không xong. Bị buồn phiền hành tâm tư quá sức, tôi chỉ còn một cách là đem chồng gửi vào ngôi chùa gần đó. Kết quả sau đó
đêm nào con quỷ cái cũng mò đến tìm tôi quấy nhiễu. Nó khóc kể rùm beng bên tôi, than rằng: trong chùa có tượng Hộ Pháp canh giữ, tôi không cách chi vào được. Nữ quỷ quấy phá làm ồn đến mức tôi chẳng tài nào ngủ được. Cuối cùng tôi đành đăng đỉ thỉnh cầu sư phụ trong chùa mở lòng từ bi, lập bàn siêu độ cho nữ quỷ giùm. Bởi chùa này chuyên tu niệm Phật, vì vậy mục đích siêu độ là cầu cho nữ quỷ được sinh về Cực Lạc. Khi pháp hội niệm Phật được tổ chức, mang lại hiệu quả thù thắng không gì sánh bằng. Bởi dưới uy lực gia trì của Phật, tôi đã nhìn thấy các tiền kiếp của bộ ba chúng tôi, nhìn rõ mồn một những gì xảy ra trong đời quá khứ, tháo gỡ được gút mắt cho cả ba, hai người, một quỷ. Chân tướng luân hồi ngàn năm cuối cùng được hé lộ như sau. Đôi chim uyên ương. Nhiều kiếp rất lâu xa về trước, có một đôi chim uyên ương xinh đẹp ngủ nơi một cái hồ thanh vắng. Có một thằng bé hay tới hồ và phát hiện ra đôi chim này, nó thường đem thức ăn đến cho chúng, trải qua một thời gian dài. Ngày nọ, khi tới hồ chơi, thằng bé bắt gặp con chim trống đứng cô đơn, buồn rầu, chẳng thấy con mái đâu. Thế là nó tìm khắp nơi, và phát hiện trên không trung, có một con chim ưng hung ác đang quắp lấy con chim mái bay xa. Thằng bé chẳng biết làm sao, đành mang thức ăn tới an ủi con chim trống. Nhưng con chim trống vẫn cúi rũ, không thèm động đậy. Hôm sau, thằng bé ra thăm chim trống, nó vẫn nhịn đói không chịu ăn bất cứ thứ gì. Mấy ngày sau thì chim trống chết đi. Thằng bé rất buồn, đành mang con chim trống đi chôn. Từ đó nó không ra hồ chơi nữa. Uyên ương đầu thai. Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã mấy trăm năm. Đôi uyên ương luân hồi vần xoay, cuối cùng cũng được tương ngộ. Chúng đồng sinh vào cõi người. Chim trống đầu thai làm nam, chim mái đầu thai làm nữ, và kết thành một đôi phu thê nghĩa tình khăng khít. Ngày nọ, người chồng đi vắng, cô vợ và bà mẹ chồng phát sinh gây cãi dữ dội, tới nỗi cô dâu nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ tự tử. Nàng chết rồi thì đọa ác đạo, phải mang thân quỷ. Nhưng do chẳng buông xả được tình yêu đối với chồng, nên nữ quỷ này một bực đi tìm Đức Lang Quân trong gốc ngàn thống khổ. Qua từng lần luân hồi lục đạo, mãi cho đến mấy trăm năm sau là đời hiện tại đây, người chồng của nữ quỷ kiếp này vẫn sinh làm nam nhân, còn tôi chính là thằng bé thuở xưa từng cho đôi uyên ương ăn, kiếp này đã mang thân nữ. Do nhân duyên chín mùi, tôi và nam nhân là chim trống kiếp xa xưa kết thành chồng vợ, còn nữ quỷ đang quấy phá kia chính là hậu thân của con chim mái. Suốt mấy năm trời cả ba chúng tôi cùng quần thảo, giờ mới biết rõ chân tướng liên quan. Té ra đây là một trường nhân duyên hội hợp tạo thành bi hài kịch. Dưới Phật lực cao thâm vi diệu không thể nghĩ lường, tôi bị chiết phục và phát sinh niềm tin tuyệt đối. Từ đó chúng tôi tu hành miên mật và hưởng được quả ngọt của công phu. Tổng kết lại lịch trình tu suốt 7 năm nay, tôi rút ra được mấy điều hay, xin được ghi để đồng chia sẻ cùng với mọi người. 1. Ăn chay được nhiều lợi ích. Trường trai được 4 năm, tôi phát hiện ra ăn chay có mấy điểm tốt. Thứ nhất, bệnh nặng dễ chữa. Năm đó chồng tôi tế bào bạch cầu giảm đến mức không còn lực miễn dịch. Nhờ trường trai phối hợp với điều trị, vừa tốn tiền ít lại được lành bệnh. Hiện nay bạch cầu đã phục hồi bình thường, bác sĩ khen quả là kỳ tích. Việc thứ hai, phúc báo tăng thêm. Từ khi tôi ăn chay rồi, một bề không công tác, chỉ nương vào nguồn thu nhập cho thuê phòng mà sống, nhưng lại có tiền dư để dành, sống nhàn nhã. Bởi người ăn chay ít bị bệnh, mà dẫu có vướng bệnh chỉ cần uống chút thuốc là lành. Đồ chay lại rất rẻ, hàng ngày vợ chồng của chúng tôi ăn không hết 10 đồng. Chuyện thứ ba là tiêu nghiệp chướng. Người ăn chay không có kết oán cùng chúng sanh, nên tiêu nghiệp nhanh hơn người ăn mặn, tu hành ít bị chướng ngại. Điều thứ tư,
được trẻ hóa. Tôi năm nay 38 tuổi, nhờ ăn chay mà nhìn trẻ hơn thực tế 10 tuổi. Các nữ sinh ưa trẻ đẹp thì hãy ăn chay nhé. Nghịch duyên cũng là phúc. Hồi đầu tôi luôn cho rằng gặp nữ quý kia đúng là quá xui xẻo, quá bất hạnh. Vì bị mắc bệnh thì không thể làm việc kiếm tiền. Nhưng chính giờ đây mà tôi thấm thía nỗi khổ, ái biệt ly và hiểu rõ lý nhân quả luân hồi. Do nữ quỷ này quấy phá liên tục khiến cho cuộc sống của chúng tôi cực kỳ thống khổ. Ả đã ép ngặt và thúc đẩy khiến hai kẻ vô thần như chúng tôi phải bước vào con đường học Phật. Còn nữa, nhân vì nữ quỷ hàng ngày xuất hiện khiến tôi ngày nào cũng phải niệm Phật ngót mười mấy tiếng đồng hồ. Mỗi ngày ít nhất phải niệm 5 vạn hiệu, có nghĩa là 50.000 trở lên. Tôi kiên trì như thế suốt 3 năm trời. Nhờ vậy mà đại môn của thế giới cực lạc đã mở rộng trước mắt tôi. Kết cuộc thế này đúng là quà tặng. Dù tôi có dùng lắm ngôn từ cũng không sao diễn tả hết được. Cho nên lúc nghịch duyên xuất hiện cũng là thời cơ tốt giúp mình tu hành. Giống như người bị cọp dữ rượt đuổi sát bông, đương nhiên phải chạy bán mới bắt đầu mạng, lo tu chí chết. Niệm Phật hay tuyệt vời. Con đường tu học của tôi đặc biệt kỳ quái. Do bị nữ quỷ ép ngặt nên lúc nào tôi cũng phải đề tỉnh tinh thần để tu hành. Vì muốn mau mau thoát khỏi con quỷ cái này, điều ả đi xa nên tôi phải dốc hết toàn lực mà thực hiện. Thuở mới bắt đầu tu, trước tiên tôi tụng kinh, niệm chú. Buổi khuya tụng chú Lăng Nghiêm, sáng tụng kinh Di Đà, 9 giờ tụng kinh Địa Tạng, chiều tụng kinh Kim Cang và 3 biến chú Đại Bi, tối còn tụng một bộ kinh Địa Tạng nữa. Thời gian tụng kinh rất dài và mệt. Tôi vốn là kẻ vô thần, do bị quỷ phá mà biến thành tín đồ ngoan đạo. Ngày tháng tụng niệm như vậy, tôi kiên trì thực hành mới gần một năm. Thì vào một sáng nọ, tôi tụng kinh vừa đến hồi hướng thì bị nữ quỷ quấy nhiễu, khiến tôi rất buồn pha lẫn tuyệt vọng vì thấy nữ quỷ không sợ kinh chú. Thực ra không phải kinh chú không linh, mà do tôi mới hành trì, tâm còn đầy tán loạn, tham sân si nên không thể chiêu hiệu quả tốt ngay tức thời được. Nhưng lúc đó tôi mất niềm tin, lo tìm phương cách mới. Vợ chồng tôi bèn tìm thuê một ngôi nhà nơi hoang sơn, chung quanh có mười mấy ngôi mộ, ở đó suốt 6 tháng ròng chuyên tu tĩnh tọa quán tưởng. Lần đầu tiên tu quán, chúng tôi quán vô lượng thọ kinh, hễ mặt trời mọc thì ngồi quán, khi hoàng hôn buông xuống thì ngồi tĩnh tọa 2 tiếng nhìn trời lặng. 3 ngày rảnh thì niệm Phật, quán tưởng được mấy tháng chẳng thu chút kết quả nào. Đã vậy còn tu lạc, bởi vì vừa nhắm mắt thì thấy một phiến tối đen, căn bản là do thực hành không đến. Tệ hơn nữa là tính khí nóng nảy phát sinh càng lúc càng tợn, và tôi nhìn thấy con quỷ càng lúc càng rõ hơn. Chúng tôi ráng tu chừng nửa năm thì chịu hết nổi, cuối cùng đành cuốn gói thu cờ quay về. Tụng kinh chú, tĩnh tọa, quán tưởng gần 2 năm xem ra chẳng ổn, tôi bèn thử nghiệm quay sang chuyên niệm thánh hiệu Phật A-di-đà, và bỗng phát hiện ra hàng ngày chỉ cần nửa đêm tôi thức dậy dốc tâm chí thành niệm Phật thì nữ quỷ tuyệt đối chẳng dám đến gần giường, ngược lại còn biến mất tâm không thấy tung tích. Có lúc vào mùa hạ khoảng 8 giờ tối tôi đi tản bộ, vừa bước vừa niệm rất bình an. Có khi gặp quỷ tôi cũng thấy chúng lui vào hai bên lề đường, còn quỳ xuống khiến quỷ chắp tay vô cùng cung kính. Đúng là niệm Phật thánh hiệu hiện tiền, khiến quỷ tôn kính lui xa. Thực ra cũng nhờ thời gian kiên trì tu rị tu rục ban đầu làm nền tảng, đã tập cho tâm trí của chúng tôi quen dần với Phật pháp, dễ nhiếp niệm an tĩnh hơn. Tháng 3 năm 2010, tôi gặp và nghe pháp Sư Tịnh Không Giảng Tư Tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Càng hiểu rõ thánh hiệu vi diệu, mới biết phương pháp tu tập trước đây của mình không có kết quả là do không phù hợp. Bởi chúng tôi căn cơ tệ lậu, tập khí xấu còn nhiều, nhờ tin sâu vào quyền lực của Phật A-di-đà từ bi nhiếp thọ, thầm nghĩ
nếu mình ra không niệm chuyên nhất, chắc chắn sẽ vãng sanh cực lạc. Do quá khổ mới khát khao mong được giải thoát ngay trong đời. Mà dũng mãnh tu, chí thiết niệm Phật, nhất tâm nương vào sự che chở của Ngài. Nhờ vậy mà chúng tôi dốc lòng niệm danh hiệu Phật trong mọi thời khắc. Đi, đứng, ngồi, nằm, bất kể thời gian bao lâu, cứ niệm chuyên nhất không rời, ráng tạo nghiệp chánh định. Thông qua thời gian dài hành trì niệm Phật, chuyển biến lớn đã hiển hiện. Thấy rõ nhất là đứa chồng tôi, anh do trường kỳ sống cùng quỷ nên thần trí mê mờ, mặt bị ám đen. Từ lúc anh đã biết nhiếp tâm tu, kiên trì niệm Phật chuyên nhất rồi thì đêm ngủ bắt đầu an lành, thân thể cũng bắt đầu hồi phục bình thường, mặt hết xám đen mà trở nên sáng rỡ. Ngày xưa lúc mới tu, hễ anh vừa niệm Phật là sinh buồn ngủ, nhưng hiện nay có thể cả ngày tinh tấn niệm Phật. Mặc dù nữ quỷ không hề muốn buông tha cho anh được vãng sinh cực lạc, nhưng ả cũng không còn có thể đến gần quấy nhiễu, chẳng tài nào làm chướng ngại việc niệm Phật của anh được nữa. Ả cũng hết tìm tôi quấy rầy, và tôi phát hiện những vướng mắc luyến ái trong lòng của mình cũng phai nhạt đi. Tự nguyện buông hết mọi ưu tư chấp trước, xin phó thác tất cả cho Phật, sắp xếp an bài. Nhờ vậy mà tâm an, tôi trở nên hạnh phúc. Khi mới đến với Phật giáo, tôi từ tâm thái tạp hạnh, tạp tu mà tiến dần đến niệm Phật chuyên nhất, tạo nghiệp chánh định. Nhờ hiểu rõ và tin sâu rằng nếu dốc tâm chuyên niệm, ác được vãng sinh. Do vậy mà tôi kiên định an tâm nơi câu niệm Phật, sau đó còn tích cực giới thiệu mọi người pháp môn này. Cũng nhờ niệm Phật chuyên nhất mà tôi được Phật lực gia trì, khiến tâm tư mở sáng, hiểu rõ nhân quả ba đời của ngàn năm, nhớ được tiền kiếp cả ba đứa. Tôi cũng từng thấy thánh dung Phật A Di Đà và chiêm ngưỡng thánh cảnh Tây Phương, tất cả nhờ vào uy đức của câu Phật hiệu ban tặng cho. Xin chia sẻ mọi người câu chuyện của tôi, mong quý vị xem xong đều được lợi ích. Thừa Ngọc, 11 tháng 4 năm 2011. Lời người dịch. Có lẽ do quá xúc động nên người viết cứ nhắc tới lặp lui, kể thuật lộn xộn. Tôi đã ráng sắp xếp để dịch cho có thứ tự dễ hiểu. Nếu còn chỗ nào khó tiếp thu, mong độc giả lượng thứ, vì khả năng của tôi có hạn. Chỉ mong người xem thu được lợi ích thì đó là phần thưởng lớn cho dịch giả. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.